Ở đây có một cái bảng. Bảng vàng á, mặc dù nó màu xanh nhưng mà mình cứ tin đi, nó là bảng vàng. Nó sẽ hiện lên ba câu ca dao và chúng ta sẽ phải đoán những câu đó là câu nào trong vòng 120 giây. Và các em sẽ được mở ra 21 ô, mở ra phân nửa luôn đó, 21 ô cho ba câu. Rồi sau đó mình đoán đúng một câu được 20 triệu, đúng hai câu 40 triệu, đúng ba câu 100 triệu. Wow. Ngon luôn. Mở ô chữ. Đó. Ba câu. Câu đầu tiên mình mở A1 trước đi nè. A1. Dạ. A1. Vẫn là A6. Mỗi câu có như mở 7 ô tất cả. B6. B1. A B1. Ừ. Rồi C. A3. Khoan, đừng mở A3. Hả? À, mình được mở nhiều lắm mà. Đó, mình được vậy mở. Thôi, C, vậy tiếp đi, y chang vậy luôn. Mỗi một câu là được mở tới 7 ô lần. Vậy cho B8 nên B8 luôn đi cho rồi. B8 luôn. Mở B8. À. Với lại B4. B4. Hai câu dưới giống y chang vậy không? Rồi, y chang vậy luôn. Rồi, photocopy y chang. Vậy đi cho nó nhanh gọn. Ok. Ừ. Rồi. Mở 21 ô xong, bây giờ anh sẽ có thêm những gợi ý và các em phải đoán ngay trong vòng 120 giây nha. Dạ. Mở ô chữ. Câu ca dao ca ngợi tinh thần lạc quan và thái độ lao động chăm chỉ của người nông dân. À, câu đầu rất là quen luôn. Câu đầu là đủ nhau đi cày. Khoan, từ từ. Ngày bay rủ nhau đi cày, đi cày là đúng rồi đó. Nhưng mà bay, bay thì có thể là bây giờ. Bay thì có thể là bây giờ. Ngọc có ngày phong lưu. Bây giờ cực ngọc có ngày phong lưu. Cực ngọc bây giờ. Đúng không rồi. Không. Rủ nhau đi cấy đi cày. Thế em nghĩ là khó nhọc. Bây nó sẽ giờ khó nhọc. Khó nhọc nó sẽ nó sẽ thơ hơn. À. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Chớp không? Chớp. Chính xác. Rồi, tài rồi. Câu số 2 gợi ý. Đây là hai câu thơ về khát vọng, về tình yêu trong bài thơ Ngậm Ngùi của nhà thơ Huy Cận. Có phổ. Ê, nhạc luôn á. Quen lắm kìa. Có phổ nhạc luôn á. Nặng sầu. Tay em tay. Đầu. Tay em đầu tay gì trời. Tay tay em đầu. Có đầu. Phổ nhạc bài này luôn rồi. Có phổ nhạc rồi ừ. Hả? Tức là bài này nó nằm trong một bài hát nào rồi. À... tay em. Tay anh. Tay tay anh. Tay anh. Tay anh em đánh đầu. Là ủa, em gì gì em gối hả? Tay đúng rồi tay anh thì em phải gối đúng không? Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho trả lời câu dưới trước đi. Gợi câu số 3, câu ca dao có ý nghĩa phải phấn đấu thì mới có kết quả, thành công càng nhiều thì càng nhiều thử thách. Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Chốt không? Chốt. Chính xác. Tay anh em gói lên đầu cho anh. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Sai. Và thời gian đã kết thúc. Bài này nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ khép đôi lá sầu. Dạ không biết bài đó luôn anh. Bài này quen mà. Tay anh em gối lên đầu. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi luôn. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thuận nè. Gì Thuận? Thuận á. Thuận làm lại cho thuận? Em bị rối. Đi nghỉ rồi chứ bà. Đổ thừa gì? Thuận nói cái câu đó là gối lên đầu bởi vì em bị hoang mang. Ai biết đâu thì ta cũng đưa ra ý kiến vậy thôi. Nhưng mà coi như là hai người mỗi người vô đường câu rồi. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lương. Rồi cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. 40 kéo. Yeah. Ngày đầu năm mùng 10 Tết vẫn còn trong Tết đúng không? Mà quất vô một cú quá trời tiền. Trời ơi làm sao mà nói được cái sự may mắn của ngày hôm nay lẫn như cái năm nay. Anh bây giờ em nôn quá, anh nói tiền luôn đi. Anh nói em được nhiêu tiền vậy? Thì hai câu vừa rồi là 40. Hồi nãy mình có 50 nữa là nhiêu cộng giùm anh đi. Trời ơi có 90 triệu à. 90 triệu. Trời ơi. Phải nói hôm nay là một ngày rất may mắn cho cái đội này đúng không? Yeah. Mình có những cái câu mình chậm hơn đội bên đây. Yeah. Cái đội gì đó
cái đội gì tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân. Anh không muốn nhớ tên luôn ấy. Nhiều khi bên đây thiệt hay thiệt, bé Trinh hay. Hay bé Trinh nhưng hay. Mà thiếu may mắn một chút. Đó. Dạ, đúng rồi. Và chúng ta có đủ luôn. Mình là vừa may mắn mà mình mà vừa hay nữa. Mình có thông minh hả? Mình hay nữa. Đó chứ. Cho nên là ngày hôm nay phải là một cái ngày mà mình thấy rằng rất may mắn cho mình, cũng như nó sẽ mở ra một cái năm mới đầy cái sự thuận lợi cho cả hai anh em. Có một lời chúc nào dành cho khán giả nào? Nhân dịp năm Canh Tý 2020, Hùng Thuận xin chúc cho tất cả quý khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Năm Canh Tý, Kali chúc cho quý vị khán giả một năm tiền ra lý rí. Tiền vô ào ào. Tỷ tỷ. Thôi cái kia mới nãy Trinh chúc rồi. Em là tiền vô ào ào, sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng. Yeah. Mặc dù không có dần. Nhưng mà thôi, đó là cái tấm lòng của Kali dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn hai em Kali và Hùng Thuận. Yeah. Và thưa quý vị khán giả, cũng chúc cho quý vị khán giả có một năm mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc nha. Đến đây thì chương trình Sao Hay Chữ xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.